cha và con và thánh thần. Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Bởi ơn Chúa. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Chúng con đã trình bày cho nhân loại hai thánh chỉ của Chúa. Đến phần này thì chúng con trình bày cho nhân loại biết là phạm nhân dạy không ăn thịt động vật và khoa học dạy không ăn thịt động vật, để cho mọi người thấy rằng tất cả những người đã qua đi họ cũng hiểu lời dạy của Chúa, nhưng những con người còn ở lại họ không hiểu được. Để họ cho họ hiểu thêm, xin Chúa hãy khai mở cho họ thêm thương xót và dẫn đường cho họ trở về với Chúa. Xin các đấng linh hồn hãy hỗ trợ họ để họ hiểu được hoang cây cỏ và tạo công đức cho các đấng linh hồn. Chúng con thì vì danh Chúa nhân từ, các đấng linh hồn được nơi chốn những nơi mặt đất Chúa Trời sẽ lên thiên đường Chúa cùng nhân nhân cha và con và thánh thần. Thưa anh chị em, bài này là cái bài cuối cùng trong hai thánh chỉ mà tôi muốn làm cho anh chị em hiểu thêm thôi. Thực sự thì hai thánh chỉ đó đã quá đủ để anh chị em ăn cây cỏ mà hạt giống rồi. Nhưng tôi muốn chứng minh thêm một số lời của các phàm nhân và một số nghiên cứu theo khoa học để làm cho anh chị em mạnh tin hơn, đức tin mạnh hơn, gọi là mạnh tin hơn, để anh chị em đi vào cái vấn đề ăn cây cỏ mà hạt giống theo Chúa cho nó bình an hơn nữa. Vậy thì mong anh chị em hãy nghe kỹ cái cuộn đĩa này. Dĩ nhiên thì cuộn đĩa này tôi không viết nhiều, tôi chỉ ngồi đọc nhiều thôi, viết những tiêu đề thôi. Bây giờ trong cái bài nghiền ngẫm này thì nó cũng có hai phần. Phần thứ nhất là phàm nhân dạy không ăn thịt động vật. Phàm nhân dạy không ăn thịt động vật. Vậy bây giờ phàm nhân đó là ai? Tôi tạm thời nói với anh chị em rằng chỉ có Thiên Chúa là đứng thánh thôi. Còn tất cả mọi người ở dưới thế này đều gọi là phàm nhân cả. Không có ai là thánh hết. Vì thế tôi mới gọi tất cả là phàm nhân. Dĩ nhiên chuyện thánh hay không thánh, chuyện đó chuyện của Chúa, nhưng mà chúng ta chỉ gọi Chúa là đứng thánh. Còn những người sống ở trần gian này, chúng ta phải gọi họ là phàm nhân. Vậy thì bây giờ phàm nhân thì họ cũng chia ra nhiều nhóm, nhiều phái, nhiều đạo, chứ không phải là phàm nhân mà chỉ có người thôi. Ví dụ như trong một nhóm người đó thì họ lập ra một cái đạo nào đó, thì bây giờ tôi gọi là cái nhóm thứ nhất là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo quan niệm thế nào về ăn chay? Gọi là phàm nhân dạy không ăn thịt động vật. Bây giờ Ấn Độ giáo quan niệm dạy thế nào về ăn chay? Ở trong kinh Vệ Đà, trong kinh Vệ Đà dạy như thế này, anh chị em nghe cho kỹ: tất cả các sinh vật đều là con cái của Thượng Đế, nhưng được khoác dưới những lớp áo có hình thái khác nhau.
Thượng Đế là đấng cha lành tối cao của muôn loài. Một người cha thì luôn luôn yêu thương con cái một cách công bằng. Giá có một người con nào đó tâu với cha rằng: em con nó xấu xí và ngu dốt quá, xin phép cha cho con giết nó đi, liệu người cha có bằng lòng hay không? Do đó chúng ta có thể suy nghiệm rằng chắc chắn Thượng Đế cũng sẽ không cho phép chúng ta giết hại sinh mạng của những con động vật. Vì chính chúng ta cũng đều là con cái của Thượng Đế và là anh em của chúng ta. Tức là Kinh Vệ Đà đã dạy cho những người Ấn Độ giáo như vậy. Tức là những người mà đạo Hindu. Tại vì đạo Hindu có trước khi có đạo Phật, cho nên đạo Hindu tức là Ấn Độ giáo quan niệm như vậy. Nhưng mà cái chỗ này thì nó cũng là chưa có tới nơi tới chốn ở chỗ này nè. Do đó chúng ta có thể suy niệm rằng chắc chắn Thượng Đế cũng sẽ không cho phép chúng ta giết hại sinh mạng. Ở đây trong Kinh Thánh Chúa khẳng định là không được phép ăn thịt động vật, vì nó không phải là thức ăn của con người. Cho nên phàm nhân họ dạy không tới. Họ nói là do đó chúng ta có thể suy niệm rằng chắc chắn Thượng Đế sẽ không cho phép. Đâu có chắc chắn ở đây. Nhưng mà dĩ nhiên thì trong Kinh Vệ Đà là vẫn cản trở không cho chúng ta ăn động vật, vì động vật là anh em của chúng ta. Ở đây là trong Kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo. Bây giờ của thứ hai là của Phật giáo. Bây giờ Phật giáo dạy gì? Bây giờ trong Kinh Đại Bát Niết Bàn nay là dạy các phạm nhân. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy như thế này: ăn thịt sẽ tiêu hủy hạt giống từ bi, và mỗi hành động của người ăn thịt sẽ làm mọi chúng sinh kinh sợ do hơi thịt của họ. Đó là Phật giáo dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy. Nếu ăn thịt á, thì sẽ làm cho chúng sinh kinh sợ, vì trong con người, trong cái cơ thể của con người mà ăn động vật á, nó toát ra cái hơi động vật. Cho nên người ta hay nói giỡn cho vui vui, thằng này nó đi tới đâu chó sủa tới đó, chắc nó ăn thịt chó vậy lắm. Ra mùi chó sủa. Đó là nói cho vui vậy. Nhưng mà Kinh Đại Bát Niết Bàn của Đức Phật nói rõ: ăn thịt sẽ tiêu hủy hạt giống từ bi, và mỗi hành động của người ăn thịt sẽ làm mọi chúng sinh kinh sợ do hơi thịt của họ. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là Chúa an bài cho con động vật là phải khiếp sợ con người ta. Chúa trao những con động vật vào tay của con người để con người làm chủ nó, quản lý nó, bảo vệ nó, cho nó con đường đi của nó. Là Chúa cho nó, Chúa an bài cho nó sợ con người. Chứ không phải là ăn nó rồi trong người mình toát ra cái mồ hôi để sợ. Nhưng mà dĩ nhiên thì trong Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng khuyên chúng ta là không nên ăn thịt động vật. Bây giờ trong kinh thứ hai là Kinh Lăng Nghiêm. Nếu một người có thể chế ngự thân tâm họ theo cách ấy, tránh ăn thịt và mặc sản phẩm thú vật, ta nói họ sẽ thật sự được giải thoát. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, không thuyết như thế tức là ma thuyết. Ý của Đức Phật nói là sao? Không ăn thịt động vật, không mặc sản phẩm của động vật thì chắc chắn ta sẽ được giải thoát. Và điều ta nói đó là Phật thuyết, còn ngược lại những điều đó là ma thuyết.
Vậy thì rõ ràng trong kinh Lăng Nghiêm này nè, Đức Phật thứ nhất là không cho anh ăn thịt, thứ hai không cho anh mang dép da. Rõ chưa? Không mang dép mũ cho. Ngày hôm nay con người ta hả, ăn thịt nè, mang dép da nè, bóp da, giày da, nịt da, tôi nịt mũ à, thấy vậy chứ mũ. Ừ. Dép mũ, thấy không? Rõ ràng, thấy chưa không? Mang dép mũ, đồ mũ, mũ đây. Rõ ràng tôi mang dép mũ rõ ràng, đó. Mà đây là Đức Phật dạy nè, tránh ăn thịt, không mặc sản phẩm của động vật thì chắc chắn được giải thoát. Mà điều đó là điều ta nói, gọi là Phật nói. Còn nếu mà anh ăn thịt, anh mặc sản phẩm của nó, đó là ma nói chứ không phải ta nói, không phải Phật nói. Đó là trong kinh gì? Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm. Tập hôm nay thấy qua đạo Phật rồi đã. Kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ còn kinh nữa là kinh Lăng Già. Đã thì Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già nói như thế này: hiện nay trong kinh Lăng Già, ta nói vào mọi lúc, mọi loại thịt không ăn được, không ngoại lệ. Này Đại Huệ, ta cấm ăn thịt không phải chỉ một lúc. Ý ta nói là trong hiện tại lẫn vị lai, ăn thịt bị cấm. Kinh Lăng Già. Để trở lại, Đức Phật nói rõ, rất là rõ. Ăn thịt không ngoại lệ. Này Đại Huệ, ta cấm ăn thịt không chỉ một lúc. Ta nói, ý ta nói là trong hiện tại lẫn vị lai, ăn thịt là bị cấm. Đây là kinh Lăng Già. Lưu ý, có chỗ này còn nhiều kinh, còn nhiều cái điều kinh chứng minh là Đức Phật không cho ăn thịt động vật. Nhưng mà ta chỉ cần trích ra ba kinh này thôi, chỉ cần trích một lời nói của Đức Phật thôi là đủ để ta không được ăn rồi. Bây giờ đó là Phật giáo. Bây giờ đến Thiên Chúa giáo. Bây giờ đến Thiên Chúa thì thứ nhất là Ấn Độ giáo nè, thứ hai là Phật giáo nè. Cái khăn nào, đồ bôi bản. Bây giờ thứ nhất là Ấn Độ giáo, thứ hai là Phật giáo, thứ ba là Thiên Chúa. Thiên Chúa giáo. Ba là Thiên Chúa giáo, tức là Đạo Công giáo. Gọi đơn giản là Đạo Công giáo. Bây giờ Đạo Công giáo thì A là có Thánh Phê-rô nè. Thánh Phê-rô nè, từ chối ăn thịt động vật. Từ chối ăn thịt động vật. Thánh Phê-rô từ chối ăn thịt động vật như thế nào? Anh chị em nghe kỹ đoạn này nè. Thị kiến của Thánh Phê-rô và Chúa thử thách ông. Ngài từ chối ăn thịt vì Ngài cho đó là vật ô uế. Chứng minh trong Công Vụ Tông Đồ chương 10 câu 9 đến câu 16. Công Vụ Tông Đồ chương 10 câu 9 đến câu 16. Bây giờ Thánh Phê-rô nói sao? Ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 6, ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần. Ông thấy trời mở ra và một vật gì xà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời. Có tiếng phán bảo ông: Phê-rô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Ông Phê-rô thưa: Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch. Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai:
những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là uế. Việc ấy xảy ra đến 3 lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời. Có nghĩa là Chúa thử thách ông Phêrô đến 3 lần, mà Phêrô vẫn từ chối ăn 3 lần. Thì khi từ chối như thế thì lập tức vật ấy được đưa lên trời. Đúng là Thánh Phêrô đã, sau khi Chúa về trời, Thánh Phêrô ăn cây cỏ mang hạt giống. Người Công giáo phải nhớ ngay chỗ này, mà không ai hiểu ra chỗ này là Thánh Phêrô ăn cây cỏ mang hạt giống. Bây giờ B là Thánh Phaolô. Mấy ông thánh lớn nè, anh ta ăn cây cỏ mà giống này. Thánh Phêrô nè, Thánh Phaolô nè. Thánh Phaolô nói: thịt cho bụng, bụng cho thịt, cả hai đều bị Thiên Chúa hủy diệt. Tức là thịt cho vào bụng, cái bụng chứa thịt, thì thịt và bụng Thiên Chúa hủy diệt cả hai. Thánh Phêrô không cho ăn thịt động vật. Thánh Phaolô không cho ăn thịt động vật. Thánh Phêrô từ chối ăn thịt động vật. Thánh Phaolô phán quyết rằng ăn thịt động vật thì giữa thịt động vật và con người Chúa tiêu diệt cả hai. Đó là hai vị thánh. Vị thánh thứ ba, C, là Thánh Phanxicô. Phanxicô Assisi. Bây giờ Phanxicô Assisi, ngài nói như thế này: nếu anh em có những người loại trừ thọ tạo của Chúa ra, loại trừ thọ tạo của Chúa ra. Thánh Phanxicô Assisi rất là hay. Nếu anh em có những người loại trừ thọ tạo của Chúa ra khỏi lòng cảm mến và xót thương, anh em cũng sẽ có những người đối xử y như vậy với đồng loại của mình. Rõ ràng Thánh Phanxicô Assisi là yêu mến động vật vô cùng, thiên nhiên động vật vô cùng. Nhưng tài liệu không nói ngài ăn thịt hay ăn cá hay ăn cái cỏ. Tài liệu chỉ nói lại là Thánh Phanxicô yêu mến động vật thiên nhiên, cho nên ngài mới thốt lên như vậy. Nếu anh em có những người loại trừ thọ tạo của Chúa ra khỏi lòng cảm mến và xót thương, anh em cũng sẽ có những người đối xử y như vậy với đồng loại của mình. Đó là các vị thánh là đã qua đời. Kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo gọi là đạo Hindu, Phật giáo là Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Già. Rồi đạo Thiên Chúa giáo thì dạy Thánh Phêrô từ chối 3 lần không ăn thịt động vật vì nó là ô uế. Sau lần thứ 3 từ chối thì thịt động vật được đưa lên trời. Thánh Phaolô thì nói thịt cho bụng, bụng cho thịt, cả hai Chúa hủy diệt. Thánh Phanxicô là loại trừ con động vật thọ tạo của Chúa là sẽ bị đối xử y như loại như mình loại trừ vậy. Vậy đây là những người đã qua đời, các phàm nhân đã qua đời. Đức Phật cũng là một phàm nhân. Đó. Phêrô cũng phàm nhân, Phaolô cũng phàm nhân, Phanxicô cũng phàm nhân. Ấn Độ giáo cũng phàm nhân chọn ra thôi. Bây giờ đây là những người đã qua đời. Bây giờ đến những người còn sống. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đến những người còn sống. Hay lắm anh chị em ơi. Phàm nhân dạy không ăn thịt động vật hay lắm. Mà cái này tôi chứng minh thêm cho anh chị em thôi. Chứ thực ra là những cái thánh chỉ đó là quá đủ để anh chị em phải ăn cây cỏ mang hạt giống rồi. Đúng ra là tôi cũng làm hết lòng, hết mình. Chứ cũng không thể nào mà làm nổi. Đúng là Chúa không chúc phúc thì làm không nổi. Đúng là Chúa chúc phúc rồi mới làm vậy thôi. Chứ Chúa không chúc phúc thua, làm không nổi. Bây giờ chúng ta thấy những người còn sống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện tại đó, ngài nói ở trong cái Đức Thánh Cha Phanxicô, ngay trong bài giảng thánh lễ nhậm chức của ngài,
vào ngày lễ Thánh Cả Giuse 19 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha đã nói thật tha thiết. Ngài nói như thế nào? Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngài nói như thế nào? Như Thánh Giuse là người bảo vệ Đức Maria và Chúa Giêsu, sứ mệnh làm người bảo vệ của chúng ta không chỉ liên hệ đến các tín hữu Kitô mà còn có một chiều kích cao hơn, đó là chiều kích con người, liên hệ đến tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là bảo vệ tất cả mọi tạo vật, bảo vệ vẻ đẹp của vũ trụ đã được tạo lập, có nghĩa là tôn trọng mỗi tạo vật của Chúa và tôn trọng môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta hãy là những người bảo vệ tạo vật, những người bảo vệ kế hoạch của Thiên Chúa đã khắc sâu trên thiên nhiên, những người bảo vệ nhau và bảo vệ môi trường. Đây là phát biểu của Đức Giáo Hoàng nhân ngày nhậm chức của Ngài là ngày 19 tháng 3 năm 2013. Ngày mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người là bảo vệ tạo vật của Chúa. Giống như Thánh Phanxicô nãy, là ai loại trừ thọ tạo của Chúa thì mình cũng sẽ bị loại trừ y như vậy. Thì giờ Đức Giáo Hoàng kêu gọi là phải bảo vệ tạo vật của Chúa. Mà bảo vệ tạo vật thì đồng nghĩa là không được ăn nó. Mà không được ăn nó thì ăn gì? Cây cỏ mà hạt giống. Đó, vậy thôi. Bây giờ Đức Giáo Hoàng còn nói ngày 9 tháng 2 nữa nè. Đây là một điểm nè, điểm thứ hai nè. Ngày 9 tháng 2 năm 2015. Cái này 2013 nè. Này 2015 nè, Đức Giáo Hoàng nói nè. Một, Đức Giáo Hoàng nói tại lễ ban sáng ngày thứ hai tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mát Ta. Đức Giáo Hoàng nói, một Kitô hữu không bảo vệ tạo vật, không để cho nó lớn lên, là một Kitô hữu không lo đến công trình của Thiên Chúa, công trình phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và lời đáp đầu tiên với công trình thứ nhất là bảo vệ tạo vật, làm cho nó phát triển. Vậy bảo vệ tạo vật, làm cho nó phát triển thì được ăn thịt đó không? Không. Đâu được phép. Nhưng Đức Giáo Hoàng tại sao không tiện nói ra là ăn cây cỏ mà hạt giống thôi? Thì thôi thì mình không biết làm sao. Thôi thì Ngài chỉ, Chúa chỉ mặc khải Ngài tới đây thì Ngài nói tới đây. Còn như cha thì biết luôn tới ăn cây cỏ cho dở ra thấy ăn cây cỏ luôn. Vậy. Bây giờ, một điều nữa. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2015. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho biết trong thánh lễ hàng ngày tại Vatican ngày 12 tháng 2 năm 2015, ngài nói sao? Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa đã ban cho người tín hữu trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo đầu tiên trên trái đất bằng cách giúp nó phát triển theo quy luật của nó. Điều đó nói rằng chúng ta là những người chủ của công trình sáng tạo nhưng không là thầy, và do đó được gọi là để bảo vệ nó. Đây, Đức Giáo Hoàng cũng bảo là bảo vệ nó nữa. Vậy chúng ta cũng không được ăn nó nữa. Đó. Bây giờ tới một người quan trọng ở Việt Nam. Đức Giáo Hoàng thì ở Vatican. Đương nhiên là xa anh chị em lắm. Anh chị em chỉ thấy ổng vậy thôi. Bây giờ có một người gần hơn chúng ta. Đó. Tôi nói ra là anh chị em té ngửa. Người đó là Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Độc. Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Độc. Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin lỗi viết Phaolô Bùi Văn Độc là bởi vì nhiều tổng giám mục lắm, cho nên phải viết tên ngài ra để cho anh chị em phân biệt là Đức Tổng Giám Mục nào. Ví dụ như tôi nói Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận thành phố Hồ Chí Minh mà tôi không nói tên ông nào thì anh chị em phải phân bua hoài. Thôi thì tôi xin lỗi Đức Cha, tôi viết tên Phaolô Bùi Văn Độc. Tôi xin lỗi Đức Cha. Đức Cha đừng rầy con nha. Nếu Đức Cha có cơ hội nghe đĩa này Đức Cha cười nha. Đừng rầy. Bây giờ Đức Cha nói nè, thứ 6 nè. Đức Cha phát biểu thứ 6.
thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2015, Đức Cha nói như thế này: thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2015, Đức Cha nói thì sao? Chúng ta phải là những người quản lý tốt công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thấy chưa? Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về việc biến đổi môi trường. Đó, quản lý tốt công trình sáng tạo của Chúa và có trách nhiệm biến đổi môi trường. Đức Tổng nói tiếp: bản thân tôi rất yêu mến những thụ tạo của Thiên Chúa. Vậy là ăn cái gì nữa? Yêu mến nó mà không lẽ cắt cổ nó ăn thịt? Thấy không? Bản thân tôi rất yêu mến những thụ tạo của Thiên Chúa, tôn trọng sự hài hòa của vũ trụ và thích lắng nghe những giai điệu huyền bí của thế giới. Trời ơi, Đức Tổng mà nói như thế mà anh chị em còn đi ăn động vật nữa là sao? Chăm sóc, quản lý công trình sáng tạo. Bản thân của tôi thì yêu mến thụ tạo và thích nghe giai điệu huyền bí của nó. Vậy thì rõ ràng Đức Tổng đâu có ăn. Rõ ràng Đức Francisco cũng không thấy luôn. Ngài đã kêu gọi mình như thế mà ăn cái gì? Tại vì anh chị em ở xa Đức Tổng, xa Đức Giáo Hoàng, anh chị em không biết. Tôi cũng ở xa luôn, nhưng mà tôi gần mấy cái tin tức này. Ngài phát biểu 13 tháng 3 năm 2015. Nay là mấy rồi? 17. 2017 rồi, 2 năm rồi. Ngài đã nói cách đây 2 năm rồi, mà tới giờ mà anh chị em còn ăn động vật như vậy đó. Rõ ràng anh chị em không hiểu thôi. Bây giờ tiếp theo, bây giờ tại Việt Nam, bây giờ tại Việt Nam có Đức Huỳnh Giáo Chủ gọi là Đạo Hòa Hảo. Đạo Hòa Hảo, Đạo Hòa Hảo nói sao? Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy sao? Ngài đã khuyên người đời ăn chay để giữ hạnh lành như sao? Tôi đọc cái câu thơ của Ngài nè: điều thứ tư pháp môn quy luật, hạnh trường chay cố sức trao dồi. Thịt là xương máu hôi tanh, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Ý của Đức Huỳnh Giáo Chủ là dạy mình ăn chay, có nghĩa là không ăn động vật, không ăn thịt động vật. Vì Đức Huỳnh Giáo Chủ mà nói là ăn thịt động vật là cơm chan máu hồng. Thì bây giờ mình mần con heo ra, thì mình cạo những gì lông lá của nó vô mình dục, còn mình xẻ bụng nó ra thì máu đó mình phải lấy lại, rồi mình sẽ chặt thịt ra mình kho. Thì trong cái son đó có thịt heo, có máu heo, rồi mình kho sơ sơ quát, bắt đầu mình bới chén cơm mình thọt cái muỗng vô, mình múc cái nước thịt heo mình chan vô cơm, có phải là cơm chan máu hồng không? Thấy không? Trời ơi, thấy ớn vậy mà cũng ăn. Lạc chay tuy chẳng ngọt con, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tóm lại là cái Đạo Hòa Hảo không cho ta ăn động vật. Bây giờ Đạo Cao Đài, bữa nay là tôi đối chiếu hết các phạm nhân dạy. Bây giờ Đạo Cao Đài dạy sao? Cơ bút của Đức Diêu Trì Kiếm Mẫu đã viết trong bài Khuyến Nữ Hồi Tâm như sau: lắm phen rồi mẹ khuyên trai lạc, gốc gì đâu sanh sát cấm ngăn, cũng tình liên lạc đồng bằng, thú cầm dẫn thể linh căn thượng hoàng. Tuy chẳng nói thân hình giống tạc, cũng biết ăn, biết khát, biết đau, phơi da lóc thịt làm sao, con ơi sao uống huyết đào anh em. Đó là Đạo Cao Đài cũng không cho ta ăn động vật.
phơi da lóc thịt làm sao? Con ơi sao uống huyết đào anh em? Huyết là máu, máu đào của anh em là của con động vật, là anh em của mình. Còn Đức Huynh Giáo Chủ Đạo Hòa Hảo là còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Thà là ăn cây cỏ mà hạt giống, còn hơn là ăn thịt động vật như cơm trang máu hồng. Bây giờ còn một người rất đặc biệt mà không thể không nhắc đến được. Nghĩa là nãy giờ cha trình bày các phàm nhân dạy không, các phàm nhân dạy không ăn thịt động vật, dạy từ là Kinh Vệ Đà nè, Đức Phật nè, đó rồi á hả, rồi Thánh Phêrô nè, Thánh Phaolô, Thánh Phanxicô Assisi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nè, đó rồi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Độc nè, Đức Quỳnh Giáo Chủ nè, Đạo Cao Đài nè, lấy hết trơn rồi. Bây giờ còn một người quan trọng, con bôi bản này cho đây, còn một người rất là quan trọng mà không thể không nhắc đến, không nhắc đến thì nó hơi uổng. Thôi thì phải nhắc đến thôi, không nhắc đến uổng lắm. Người mà chúng ta không thể không nhắc đến, người đó chính là tôi đây, cha Phêrô Nguyễn Văn Từ. Tôi đây, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Tôi đang còn sống nói chuyện với anh chị em đây. Mục đích của tôi là gì? Kêu gọi mọi người ăn cây cỏ mang hạt giống, chứ tôi không có gì làm gì lớn nữa. Mục đích của tôi chỉ nói đơn giản là ăn cây cỏ mang hạt giống. Ăn cây cỏ mang hạt giống. Động vật không phải thức ăn của mình. Tôi cũng giống như các phàm nhân, tôi kêu gọi ăn cây cỏ mà hạt giống, vì động vật không phải là thức ăn của mình. Ở đây không phải là tôi giỏi tôi hay, mà tôi nghiền ngẫm trong kinh thánh, tôi nghiền ngẫm với các phàm nhân qua các thời đại, tôi rút ra một cái bài học quý giá cho bản thân tôi là ăn cây cỏ mà hạt giống. Và tôi đang hành trì mấy năm nay và tôi thấy tốt lành. Thế thì bây giờ tôi kêu gọi, nhưng mà anh chị em biết khi tôi kêu gọi ăn cây cỏ mà hạt giống thì tức thì tôi bị dạ thiệt không, tức là bị lột áo mão căng đai hết. Giờ đây bị đuổi ra khỏi dòng say của hội thánh công giáo. Nhưng mà tôi nói là tôi vui mừng hân hoan là bởi vì tôi nghiền ngẫm ra được thức ăn này, tôi cứ đi theo con đường này. Tôi không buồn bã, tôi không đau khổ gì hết. Cho nên bà con người ta, ông bà nhà xưa người ta có câu là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán. Mỗi lần tôi đi ngang sông hay là ngang tôi đi xe mà tôi đi ngang con sông, mà tôi thấy con sông tôi nhớ con động vật, tôi mới nói này các bạn động vật, tôi nói thầm thỉ với tôi vậy thôi, tôi nhìn xuống sông tôi nói này các bạn động vật, các bạn lo trốn đi, bởi vì tôi ăn cây cỏ, tôi kêu gọi người ta ăn cây cỏ, tôi bị người ta quýnh không còn một manh giáp, đuổi về tới nhà trở thành một thường dân Nam Bộ. Vậy thì các bạn lo trốn đi, chứ các bạn đừng tưởng người ta không ăn các bạn. Nhưng tôi nói với các bạn rằng tôi cứu các bạn đó, nhưng mà tôi không mong các bạn trả ơn, tôi chỉ mong rằng các bạn chạy trốn đi, bởi vì tôi chỉ mong là tôi cứu được các bạn thôi, còn tôi chết không thành vấn đề. Tôi không thành vấn đề, các bạn cứ chạy trốn giùm tôi, các bạn chạy trốn thật xa càng tốt. Nói tóm lại, tôi trích dẫn các phàm nhân đã từng sống trên trần gian và còn đang sống trên trần gian hướng dẫn chúng ta rằng mọi loài thọ tạo đều là anh em, đều có sự sống,
đều biểu hiện tình yêu thương nhau, lẫn yêu thương lẫn nhau. Ta không nên ăn thịt động vật lẫn nhau. Giống như Chúa Giêsu đã dạy, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Matthew 16:15. Đó là các phàm nhân dạy không ăn thịt động vật. Bây giờ con bôi này. Bây giờ còn một cái đối chiếu nữa. Còn một cái đối chiếu nữa là cái này là cái cuối cùng. Để cho anh chị em hiểu luôn. Bây giờ số 2. Phàm nhân dạy không ăn thịt động vật. Bây giờ số 2 là khoa học. Khoa học nghiên cứu. Chứng minh. Và đưa ra phán quyết. Đưa ra phán quyết. Khoa học nghiên cứu chứng minh và đưa ra phán quyết. Phán quyết cái gì? Thứ nhất là cơ thể con động vật ăn thịt. Cơ thể con động vật ăn thịt. Thứ hai, cơ thể con người và của con động vật ăn cây cỏ mà có hạt giống. Cơ thể con người và của con động vật ăn cây cỏ mang hạt giống khác với cơ thể con động vật ăn thịt. Bây giờ khác chỗ nào? Cơ thể của con người bên đây nè, con mắt thì kém, không nhìn thấu màn đêm. Ban đêm Tiến có thấy gì không? Thấy mà thấy ít lắm. Còn cơ thể con động vật thì mắt sáng. Ví dụ như con mèo ban đêm mắt sáng không? Mèo, chó, vạc gì vân vân. Vậy cơ thể con người là ban đêm con mắt kém, còn con động vật ăn thịt mắt sáng. Ví dụ như con mèo. Rồi bây giờ lỗ mũi của con người là không đánh hơi được, lỗ mũi kém. Còn lỗ mũi của con chó này sao? Đánh hơi được. Rõ ràng lỗ mũi con chó với lỗ mũi con người khác nha. Con chó đánh hơi, con người đánh không bằng. Con mắt của con người kém, mắt động vật giỏi, mà động vật ăn thịt đó nha. Bây giờ miệng của con người thì không mở rộng được, cái miệng mà hết mức rồi. Còn miệng con chó quạt lên cái, miệng con trăng quạt lên cái, thấy không? Miệng của con người thì mở rất là nhỏ, còn miệng của con động vật thì mở rất là rộng. Miệng con động vật bên đây ăn thịt mở rất là rộng, mở ra. Bây giờ răng của con người là răng bằng, để nhai rồi mới nuốt. Bất kỳ cái thức gì mà anh chị em cho vào miệng anh chị em là anh chị em nhai xong rồi mới nuốt. Còn con động vật bên đây là răng của nó là răng gì? Răng nanh. Để xé mồi rồi nuốt không cần nhai. Liện cục thịt xuống cho con chó nó táp cái phập nuốt. Còn liện cục thịt cho chúng ta nhẹ nhai đã rồi mới nuốt. Rõ ràng giữa con người ăn cây cỏ với con người ăn thịt động vật khác nhau đúng không nè? Đó, giữa con người ăn cây cỏ, động vật ăn cây cỏ khác với động vật ăn thịt. Liện cục thịt cho con động vật này nó táp cái nó nuốt. Liện cục thịt cho con người nhai từ từ. Khác nhau, khoa học chứng minh khác nhau. Bây giờ nước miếng của con người có dịch vị, còn nước miếng của con động vật không có dịch vị. Nước miếng con này không có dịch vị. Bao tử của con người thì nhỏ, còn bao tử của con động vật thì lớn gấp đôi. Nồng độ axit của con người thì kém, nồng độ axit của con động vật thì cao. Ruột non của con người thì dài từ 10 đến 12 lần chiều cao. Ví dụ như tôi cao đây thước 8
thì ruột non của tôi là dài 12 lần như vậy đó. Cái ruột non của tôi nó dài đến 12 lần như vậy mà ông mới nó quấn trong này sao mà dài dữ vậy không biết. Đó, là ruột non của con người ăn cái cỏ với động vật ăn cỏ dài gấp 10 đến 12 lần chiều cao. Còn ruột non của con động vật ăn thịt thì nó dài từ 4 đến 6 lần chiều cao thôi. Bây giờ ruột già của con người dài và cong có nhiệm vụ phức tạp hơn để giúp chúng ta lấy ra được vitamin và làm nên men chất xơ để lấy năng lượng, cho nên chúng ta cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Còn ruột già của con động vật thì rất là đơn giản, ngắn gọn và không có nhiệm vụ là lấy ra được vitamin, cũng không có nhiệm vụ làm nên chất men xơ gì cả. Còn cái gan của con người thì không thể thanh lọc vitamin A. Còn gan của con động vật ăn thịt thì thanh lọc vitamin A. Rõ ràng. Còn thận của con người thì giữ nước tiểu ngắn hơn. Còn thận của con động vật thì giữ nước tiểu lâu hơn nhiều. Đây là chứng minh khoa học. Anh chị em coi lại cái đĩa này, nếu cần viết vô. Khoa học lưu ý nè, trải qua nhiều ngàn năm, vì sinh tồn, con người trở thành loài ăn tạp. Nhưng khoa học phải công nhận rằng cơ thể con người thích hợp cho việc ăn cây cỏ mang hạt giống. Đó, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. Đó là khoa học chứng minh. Thôi thì đến đây là tôi cảm ơn anh chị em. Tất cả những cái bài nghiền ngẫm này tôi làm bên cạnh núi rừng Tây Nguyên. Tất cả là tôi đã kết thúc những bài giảng này. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2017. Xin chân thành cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời cũng cùng, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi